Tảo hôn, hôn nhân cần huyết thống. Một thực trạng ở các địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dân số, suy thoái nòi giống Việt Nam, mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo tại các địa phương này. Tảo hôn làm mất đi cơ hội học tập, tìm kiếm việc làm và giảm sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hôn nhân cần huyết thống có thể sinh ra những đứa trẻ có nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo như bệnh mù màu, bạch tàng, da vảy cá, tan máu bẩm sinh. Ngăn chặn giảm thiểu, tiến đến chấm dứt thực trạng trên là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của hệ thống các cơ quan chuyên trách. Với sự đồng lòng vào cuộc một cách quyết liệt của hệ thống chính trị các cấp, sự hưởng ứng của cộng đồng, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cần huyết thống trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, đến nay từng bước được khống chế. Số trường hợp hôn nhân cần huyết thống giảm dần hàng năm và từ năm 2017 cho đến nay không còn trường hợp nào. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, một vấn đề nhức nhối về chất lượng dân số luôn được nhắc đến là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra. Trong đó điểm nóng là hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, nơi đồng bào các dân tộc Pa Co, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hi và Bru Vân Kiều cư trú và sinh sống. Theo thống kê từ Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019, tại địa bàn hai huyện nói trên đã có 23 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Đối với tảo hôn thì huyện Nam Đông có 136 trường hợp và huyện A Lưới là 345 trường hợp. Tình trạng trên xảy ra đa phần là do trình độ dân trí thấp, tập quán kết hôn sớm vẫn chưa thể xóa bỏ được. Sự can thiệp của chính quyền về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống chưa đủ mạnh. Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, vẫn còn tồn tại nhiều phong tục tập quán lạc hậu, cổ hủ. Bên cạnh đó, do thiếu kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản dẫn đến tình trạng một số vị thanh niên có quan hệ tình dục trước hôn nhân và dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, buộc lòng hai bên gia đình phải tổ chức lễ cưới. Đây là vấn đề không những gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và chất lượng dân số của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn gây nhức nhối cho xã hội. Ở trước năm 2020 thì tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống của Thừa Thiên Huế là cao. Tuy nhiên trước tình hình đó thì ban nhân tỉnh đã ban hành kế hoạch 168 về đề án giảm thiểu tảo hôn hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2021 và 2025, trong đó ban dân tộc là chủ trì, trong đó sở y tế của chúng tôi là chủ trì và phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan và các địa phương để triển khai nội dung này. Đối với sở y tế đó là nâng cao chất lượng dân số và có những can thiệp y tế nhằm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cùng với việc triển khai nội dung 2, giường 7 và giường 9 của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế thì vấn đề tảo hôn hôn nhân cận huyết thống đã giảm rõ rệt, và đơn cử là năm 2020 là 45 trường hợp tảo hôn tại Nam Đông A Lưới thì hiện nay chỉ còn 14 trường hợp 2023 tại huyện A Lưới. Riêng Nam Đông không có tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã chấm dứt. Trước những tác hại mà thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động từ truyền thông cho đến các lớp tập huấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho tầng lớp vị thanh niên cho các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng đến hai huyện miền núi vùng cao là Nam Đông và A Lưới, nơi mà thực trạng này còn tồn tại. Cụ thể, hàng năm Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình đã triển khai nhiều lớp tập huấn nhằm tăng cường cung cấp kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thanh niên tại các địa phương nói trên, tổ chức các lớp khám và tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn, tuyên truyền vận động về những hệ lụy tiêu cực của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gây ra đối với cuộc sống của tầng lớp thanh thiếu niên học sinh, từ đó tiến hành lồng ghép các giải pháp đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Thông qua đó, giúp hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, triển khai nhiều mô hình điểm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Hiện tại bây giờ vẫn chúng ta, thứ nhất là về câu lạc bộ giảm thiểu tình trạng tảo hôn, là một câu lạc bộ, thứ hai là về bình đẳng giới, về chăm sóc sức khỏe cho vị thanh niên. Ba câu lạc bộ là chúng ta vẫn duy trì đều một năm 3-4 lần chúng tôi vẫn sinh hoạt tại các thôn. Từ năm 2000 đầu năm đến giờ chưa có trường hợp nào mà
để mà đừng nó để mà xảy ra để mà tảo hôn. Trước cái thành quả do sự nỗ lực của các ban ngành đoàn thể cũng như sự chỉ đạo ủy ban tỉnh thì sắp sửa tới thì chúng tôi cũng phải tiếp tục thực hiện cái đề án này, đặc biệt là phối hợp với ban dân tộc để triển khai cùng các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sở tư pháp, sở giáo dục và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tổ chức những cái hội nghị, hội thảo để tiếp tục bàn các cái giải pháp để giảm nhanh cái vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận thống. Thứ hai là chúng tôi sẽ tập huấn cho các cấp ủy đảng chính quyền, bởi vì chính cấp ủy đảng chính quyền thay đổi cái nhận thức thì khi đó công tác tảo hôn và hôn nhân cận thống mới giải quyết triệt để. Và thứ ba là chúng tôi tăng cường truyền thông, huy động cộng đồng, đặc biệt là các cái gia làng, trưởng bản, những người có uy tín cộng đồng, là đây là những người mà có thể là can thiệp và góp phần giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận thống. Và quan trọng nhất là truyền thông, chuyển đổi hành vi cho những cái đối tượng đích chính là trẻ em cũng như cha mẹ của trẻ em. Có như vậy chúng ta mới góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của trẻ em trong cái nội dung này. Và cuối cùng là quan trọng nhất là nhờ sự hỗ trợ của dự án 2, dự án 7 của chương trình mục tiêu quốc gia thì chúng tôi sẽ cùng can thiệp và có những cái giải pháp để cho công tác tảo hôn, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận thống tương lai sẽ không còn ở Thừa Thiên Huế. Để triển khai công tác về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống một cách có hiệu quả, thời gian qua, công tác này đã nhận được sự chung tay thực hiện của các cơ quan chuyên trách từ Sở Y tế, Sở Giáo dục, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, đã cùng nhau triển khai nhiều kế hoạch tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho độ tuổi thanh thiếu niên cũng như những tác hại nghiêm trọng của vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhiều lớp truyền thông tập huấn tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã được mở ra. Bên cạnh đó, nhiều mô hình phong trào thiết thực đã được cả cấp ban ngành xây dựng nhằm mục đích đem đến những kiến thức cần thiết nhất cho người dân, qua đó giúp họ nhận thức rõ hơn những hệ lụy không đáng có của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Có thể kể đến những mô hình tuyên truyền vận động thiết thực như mô hình chính quyền và nhân dân tích cực giảm thiểu tình trạng tảo hôn và nói không với hôn nhân cận huyết, mô hình đoàn viên thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và không kết hôn cận huyết, mô hình nâng cao nhận thức và hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình nâng cao vai trò cấp ủy, lực lượng cốt cán và người có uy tín trong công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, triển khai tại xã A Roang, huyện A Lưới. Ngoài triển khai các mô hình kể trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua vẫn tiếp tục duy trì mô hình câu lạc bộ nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang được triển khai trên địa bàn xã Hồng Hà và xã Lâm Đớt, huyện A Lưới. Thời gian qua thì về phía ban dân tộc cũng đã thực hiện rất là tốt. Cái thứ nhất đó là cái công tác mà bám cơ sở để nắm được cái tình hình, cái thực trạng tảo hôn ở trên địa bàn. Trên cơ sở đó thì cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương là chỉ đạo cả các xã là triển khai thực hiện tốt cái các cái mô hình liên quan đến cái giảm thiểu tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết mà được xây dựng ở trên địa bàn 8 cái đơn vị của huyện A Lưới. Chỉ đạo cả các phòng chuyên môn là phối hợp với địa phương cơ sở là xây dựng và nhân rộng cái các mô hình về giảm thiểu tình trạng tảo hôn mà mình đã triển khai có hiệu quả trong thời gian qua. Và cái thứ tư đó là tổ chức các hội nghị là tuyên truyền, trong đó thì chú trọng đến hội nghị nói chuyên chuyên đề. Trong hội nghị nói chuyên chuyên đề thì về phía ban dân tộc là chú trọng mời cái đối tượng là tức là đã tảo hôn để chia sẻ về cái câu chuyện cuộc sống của mình. Đến cơ sở đó thì là gửi gắm cái thông điệp cho các em tức là thế hệ sau là nói không với cái tảo hôn với hôn nhân cận huyết. Ngành giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường học lồng ghép tuyên truyền nội dung giáo dục giới tính, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các môn học. Đồng thời phối hợp với ngành y tế, tổ chức nói chuyện chuyên đề tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú về công tác dân số, trong đó có nội dung về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu về tác hại lâu dài của việc lấy vợ, lấy chồng sớm. Trang bị cho các em những kiến thức cơ bản của công tác dân số và phát triển. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà trường, gia đình về quản lý, giáo dục và chia sẻ những thông tin về học sinh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông dân tộc nội trú. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi nghiêm minh theo pháp luật trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bọn em là học sinh thì cũng có nhận được một số kiến thức từ thầy cô đã giảng lại là nên học nhiều, nên tập trung học để sau này có công việc ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện hôn nhân và sinh con đẻ cái, sau đó là mới có một cuộc sống ổn định hơn. Tại trường có thành lập cái câu lạc bộ về tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
thì tại trường thì luôn luôn được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường. Câu lạc bộ đã đi vào hoạt động nền nếp, đã tổ chức rất nhiều đợt là tuyên truyền cho các cháu về kiến thức về tảo hôn và cái hệ lụy của là hôn nhân cận huyết thống. Và từ đó thì các cháu cũng đã có nhiều cái thay đổi, cái nhận thức của các em cũng đã là thay đổi nhiều. Tình trạng tảo hôn tại địa phương cũng đã giảm. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương và đặc biệt là ở địa bàn thì có đoàn kinh tế quốc phòng 92 cũng như là đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt luôn ra đồng hành với nhà trường tuyên truyền về các cái vấn đề liên quan đến kiến thức pháp luật, rồi là kiến thức về tảo hôn, để từ đó các em nhận thức và chấp hành tốt cái vấn đề là tảo hôn tại địa phương. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp các ngành cũng như việc đồng lòng hưởng ứng của cộng đồng nhân dân, thời gian qua công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo thống kê của Chi cục Dân số và Kế hoạch Gia đình, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 11 trường hợp tảo hôn. Trong khi đó, con số này vào năm 2023 là 15 trường hợp, giảm 4 trường hợp tảo hôn. Riêng về hôn nhân cận huyết, không ghi nhận trường hợp nào. Đây có thể nói là những thống kê ấn tượng ghi nhận công sức đóng góp của cả cấp cả ngành trong toàn tỉnh đã đang và tiếp tục tham gia tích cực trách nhiệm trong việc giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm nâng cao chất lượng dân số, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.